À, kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi nhận được một cái EMS từ một người ở tỉnh Vĩnh Long, ở Vũng Liêm, Vĩnh Long, gửi đến cho tôi thông qua cái EMS. Trong cái nội dung EMS có quyết định hành chánh, có đơn khởi kiện ở tòa và một số cái biên bản hòa giải ở tòa. Thì đúng ra tôi sẽ làm một cái trả lời giống như bình thường. Tuy nhiên đây là một cái vụ nó tương đối là phải cần phải nghiên cứu, cho nên đến thời điểm này tôi sẽ trả lời cho quý bạn đọc. Tôi xin nói là chị, vì tôi có hứa với chị rằng là khi tôi nhận được cái thông tin của EMS thì tôi đã trả lời với chị rằng tôi có nhận và tôi sẽ trả lời cho chị bằng video. Thưa chị, video của tôi có cái tên là không nên khởi kiện ở tòa án. Chị biết rằng là việc khởi kiện ở tòa án là phải có chứng cứ, và nếu như trong trường hợp, không phải mọi trường hợp khởi kiện ở tòa án đều được tòa án chấp nhận. Trở lại vấn đề của chị, cũng như để cho tất cả những cái độc giả của dân ta phải biết luật ta, người dân đều biết, thì tôi sẽ tạm kể cái câu chuyện của gia đình chị như thế này. Nguồn gốc đất thì ba mẹ mua từ năm 1971. Thì khi mà mua thì ở cái chế độ cũ thì vẫn có cái chứng thư, ở trên đó có một số cái cơ sở cho rằng người nhận chuyển nhượng là ông bà của chị. Sau năm 1975 thì quý vị và các bạn biết rồi, từ năm 1975 trước đây là pháp lệnh, rồi sau đó tới luật đất đai năm 93, rồi tới luật đất đai năm 2003, tiếp tới là luật đất đai năm 2013. Thì luật đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Nói như vậy cũng không có nghĩa rằng là chị không có quyền khởi kiện. Tuy nhiên từ sau năm 1975 thì gia đình chị không phải là người trực tiếp quản lý sử dụng, mà đưa vào tập đoàn hợp tác xã. Thì cái người mà bị kiện á, chị có nộp đơn khởi kiện ở tòa. Thì cái người bị kiện này, thì tôi có hỏi lý do tại sao khi chị nộp đơn khởi kiện ở tòa và sau đó lại rút đơn khởi kiện. Chị bảo với tôi rằng là tòa án đã giải thích cho chị rằng nếu như trong trường hợp chị cứ tiếp tục kiện thì tòa sẽ bác yêu cầu khởi kiện của chị và buộc chị phải đóng số tiền án phí tương đối lớn. Và sau khi nhận thấy cái cơ sở pháp lý là khó có khả năng thắng thì tòa đã động viên và chị đã có cái đơn rút đơn khởi kiện để được nhận lại hoàn tiền án phí. Thưa với chị rằng là cái quyết định đã được đặt ra, tuy nhiên rằng chị vẫn cứ phải lăn tăn rằng bây giờ trong trường hợp này có nên khởi kiện hay không khởi kiện. Thì tôi mạn phép xin phép với chị rằng tôi cho rằng góc độ kinh nghiệm cá nhân, tôi cho rằng không nên khởi kiện với những lý do sau đây. Người bị đơn họ đã có một cái quá trình quản lý lâu dài. Thì theo cái văn bản của Tòa án Nhân dân cung cấp hỏi thì Ủy ban Nhân dân cung cấp đã trả lời với chị rằng cái ông bị đơn đó, ổng có vào sổ đăng ký sử dụng đất từ năm 1982. Năm 82 là khoảng năm 1982, năm 1985 là đăng ký theo chỉ thị 299 đó chị. Thì như vậy, từ năm 1992, ổng đã được đăng ký kê khai. Sau đó thì tới năm 1993, ông được cấp giấy.
Và tiếp theo năm ổng có một cái sự thay đổi giấy chị nha. Mặc dù nguồn gốc đất là của gia đình chị, tuy nhiên gia đình chị không có quản lý trực tiếp, ổn định, ngay tình, không tranh chấp. Thì theo cái hồ sơ mà chị gửi cho tôi ở cái công văn số 164B đó, ngày 6 tháng 2 năm 2018 chị nhá, thì theo sổ đăng ký ruộng đất năm 1982, ông bị đơn đứng tên trên sửa đất số tờ với diện tích là, chị thấy rõ ràng ông đã quản lý sử dụng và đặt ký kê khai, giống như ông bây giờ mình nói theo cái kiểu thuật ngữ dân bình dân đi, ông khai khẩn, ông chiếm hữu ngay tình từ năm 1982. Chị đếm cho tôi nhé, 82, 30 năm là người ta không tranh chấp thì người ta được cấp sổ. 92, 2002, 2012, nay là 2018, 36 năm rồi chị ạ. À, thêm nữa, trong cái quá trình ông được cấp sổ đăng ký kê khai ruộng đất năm 1982, sau đó thì đến năm ngày 9 tháng 12 năm 93, ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật đất đai nói rằng nhà nước không thừa nhận việc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các thời kỳ. Và chẳng những là tới năm 93, nếu chị khiếu nại thì có vẻ cũng còn có cơ sở. Ông lại tiếp tục thay đổi đến năm ngày 7 tháng 8 năm 2015. Như vậy khi chị đi khởi kiện ở tòa, chị đã không thể cung cấp chứng minh quá trình, mặc dù có nguồn gốc từ ông bà cha mẹ mình để lại, nhưng không có quá trình ở trên đất, quá trình quản lý sử dụng trên đất. Như vậy thì khi chúng ta đi khởi kiện, chúng ta mất cái quyền, gọi là cái quyền được yêu cầu đưa ra chứng cứ. Thì với cái kinh nghiệm trong cái hành nghề, thì chị đưa cho tôi một cái bộ hồ sơ đủ để tôi biết rằng là chị, nếu chị đi kiện, tiếp tục đi kiện bằng con đường tòa án, thì chị sẽ không được chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Vì phía bên bị đơn họ đã có cái quá trình quản lý, sử dụng liên tục, ổn định, ngay tình, không tranh chấp và trên 30 năm đối đất, đối với bất động sản. Chị có viện một cái lý do là vào năm 1980 mấy đó, khi đưa vào hợp tác xã và sau đó hợp tác xã hoàn trả lại, thì nếu giá như tại thời điểm mà hợp tác xã đó tan rã, chị quản lý, chị trực canh tới nay, thì người nào trực canh còn người còn lại cấp giấy, thì khả năng thôi, khả năng chị có quyền tranh chấp phần đất này. Tuy nhiên cho tới thời điểm này thì lại khó. Thưa với chị rằng là một lần nữa thì tôi sẽ trả lời chị rằng thôi thì cái cơ sở pháp lý cho một cái hồ sơ khởi kiện ở tòa thì rất khó. Nếu ông bà của chị có quá trình đăng ký đất đai qua các thời kỳ, tôi lặp lại nhé, chỉ có một điều duy nhất là nguồn gốc đất là của ông bà chị để lại. Còn lại thì quá trình đăng ký kê khai từ sau năm 1975 đến nay là ông bị đơn, ông đăng ký kê khai từ năm 82, ông lại tiếp tục đăng ký kê khai năm 93, ông đã có giấy rồi, tới năm 99 là rõ ràng tên của ông trong sổ, và tới năm 2004 thì ông lại tiếp tục, và cho tới 2015 thì ông lại cấp đổi sổ. Tuy nhiên thì cũng đồng cảm với chị một cái vấn đề này, chúng ta có thể liên hệ với phòng tài nguyên của vùng đó để điều chỉnh lại
cái phần đất thổ mộ mà hiện tại nó nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông. Và tôi nghĩ nếu như trong trường hợp chị đi theo cái hướng đó, yêu cầu là ở Ủy ban Nhân dân cùng cấp, ở huyện Vũng Liêm, Ủy ban Nhân dân ở huyện Vũng Liêm điều chỉnh lại một cái phần đất thổ mộ, trên đó có 5 ngôi mộ của gia đình chị, đồng thời yêu cầu họ cho một cái con đường ra, thì như vậy nó sẽ ổn định hơn. Và tôi cho rằng là điều đó là điều rất là cần thiết cho chính gia đình chị, tại vì không thể nào 5-6 cái ngôi mộ này lại nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì tôi chỉ nói rằng nếu chị có một cái đơn yêu cầu gửi Ủy ban Nhân dân huyện Vũng Liêm để điều chỉnh tách cái phần mộ ra cái phần khác, thì và cái trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cái ông này, thì rõ ràng cái yêu cầu này chắc chắn là sẽ được chấp nhận. Kính thưa quý vị và các bạn, thông qua loạt video này thì tôi cũng muốn hướng dẫn đến quý vị là chính. Trong trường hợp quý vị và các bạn khởi kiện lên tòa thì quý vị và các bạn phải có cung cấp cho tòa những chứng cứ, những cái tài liệu cho rằng việc mình khởi kiện là có chứng cứ và có cơ sở. Để từ việc mà khởi kiện có chứng cứ, chúng ta sẽ được tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu hoặc ít chí ít cũng là một phần cái yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, để chúng ta có những cái cơ sở pháp lý để chúng ta có một cái niềm tin. Chứ nếu mà chúng ta đi khởi kiện sau đó chúng ta lại bác toàn bộ yêu cầu, thì như vậy thì cái tính hiệu quả lại trong cái việc khởi kiện nó lại không có. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn, với tha thiết, với mong mỏi rằng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ đem lại cho quý vị và các bạn một món ăn tinh thần, và hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được những cái câu hỏi từ quý vị và các bạn trong trường hợp gia đình mình có những cái khó khăn rắc rối. Tôi không chấp nhận những trường hợp tư vấn giúp, tư vấn giùm. Đó là cái điều tối kỵ của văn phòng. Có những người điện thoại lại bảo rằng là em đi tư vấn giùm cái bà hàng xóm của em, hay là em tư vấn được giùm cái ông anh rể của em, thì cái chuyện đó là tam sao thất bản. Nhiều khi luật sư lại tư vấn xong rồi lại nói qua một đằng rồi nói lại một nẻo. Tôi chỉ muốn quý vị và các bạn, nếu thực sự cái người đó không thể tự trình bày thì chúng ta sẽ giúp họ, chứ không phải là đi tư vấn giùm rồi quay lại tư vấn thêm một lần nữa, thì cái điều đó nó sẽ làm cái độ chính xác của mức độ tư vấn nó sẽ không còn nữa. Cũng xin mong quý vị và các bạn thông cảm trước điều này, để tránh trường hợp nhiều khi luật sư mà hỏi chứ hồ sơ này của ai, dạ hồ sơ này của em rể tôi, hồ sơ này của ai, hồ sơ này chị dâu của tôi, thì luật sư cũng mất hết những cái nhiệt huyết. Thưa quý vị và các bạn, với mong ước rằng tất cả nhà nhà đều biết pháp luật Việt Nam, chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.